Chào mừng bạn đã quay lại với Nhi Handmade. Hôm nay mình móc bánh cuộn heo, mã len mình để phía dưới. Kim móc 2mm, kéo cắt len, kim thiêu và kim may len, kem, mình len 30 bính. Sau đó, quay lại móc 29 mũi đơn. Hàng 2, 3, 4, 5, 6, 7, móc giống nhau, lên một bính. Quay lại móc 29 mũi đơn. Heo, hàng 1, lên 40 bính. Quay lại, móc 29 mũi đơn. Hàng 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên một bính. Sau đó quay lại móc 29 mũi đơn. Tai, tạo một vòng tròn ma thuật. Len một bính. Móc 4 mũi đơn. Len một bính. Móc một mũi trượt. Mũi, lên 4 bính.
quay lại móc hai mũi đơn. Ba mũi đơn cùng chân. Một mũi đơn. Một mũi đôi. Kem, tạo một vòng tròn ma thuật gồm 6 mũi đơn. Sau đó gút lại. Lên hai bính. Móc một mũi trượt. Giơ tay, mình tạo một vòng tròn ma thuật. Lên hai bính. Nằm mũi kép đơn. Lên hai bính. Một mũi trượt.
nổi lên xanh kéo qua cả mũi. Chúc các bạn thành công!